Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày 3 tháng 2 ở Hoa Kỳ, ở Việt Nam đó đã là ngày 4 tây tháng 2 rồi. Thì hôm nay đó Thuận chủ yếu sẽ dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin quan trọng như gì đã xảy ra Ngày hôm nay và chúng sẽ nói tới những gì mà các bạn cần nên biết cho ngày mai, đó chính là những gì chúng ta sẽ nói tới trong video này. Nhưng mà trước hết á, thì tôi biết là các bạn vẫn đang mãi mê ăn Tết nhưng mà các bạn có biết là trong tháng 2 này chúng ta cũng có một ngày lễ nữa mà chúng ta đang tiến tới gần hay là không? Đó chính là ngày lễ Valentine, ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 thì điều này đó có liên quan gì đến crypto thì các bạn sẽ thấy được là cũng có một chút xíu liên quan. Tại vì đó có một cái uh, bản khảo sát được chia sẻ bởi công ty eToro Thì uh, công ty eToro là cái sàn eToro lớn mà như bạn cũng đã biết rồi Thì công ty eToro đó đưa ra cái bản khảo sát để mà hỏi một số người Tôi không biết là họ hỏi những người nào nhưng mà kết quả đó cũng khá là uh, thú vị Các bạn thấy được là dựa theo eToro đó Thì 33% của người Mỹ nghĩa là một trong ba người rồi Nói đó là khả năng chấp nhận hẹn hò sẽ tăng lên nếu như mà người kia đó đề cập đến crypto trong cái profile của họ có nghĩa là nhưng mà nào mà đang sử dụng những dùng hẹn hò đó thì các bạn nên suy nghĩ đến là để thêm thông tin là các bạn đang đầu tư crypto hay là cái gì đó sẽ làm cho các bạn hấp dẫn hơn dựa theo cái bài khảo sát của Toro 33% một tới ba người lận kế tiếp đó, thì họ cho thấy được là 74% trong số những người được hỏi đó cho biết là họ sẽ chấp nhận hẹn hò lần thứ hai nếu như mà người kia thanh toán hóa đơn bằng BTC Tại sao mà họ lại nghĩ như vậy thì cũng không biết. Nhưng mà đây là khảo sát của Toro. 74% trong cái số lượng 1 à, phần 3 người mà họ nói là sẽ thấy người kia hấp dẫn hơn. Nếu như mà nói về crypto đó thì cái số lớn nói là sẽ hấp dẫn nếu như người đó sử dụng Bitcoin để mình thanh toán. Còn 34% trong số những người được thăm dò đó thì ý kiến à, liên quan đến cái quà tặng của ngày lễ tình nhân này đó. Thì các bạn thấy được là 34% họ thích nhận tiền mặt hay là thẻ quà tặng, các bạn thấy được là cái sự lãng mạn hầu như bây giờ đã mất rồi. Bây giờ đó thì thực tế hơn 34% họ nói họ thích nhận được tiền mặt hay là thẻ quà tặng và chỉ 12% thích nhận đồ trang sức mà thôi. Và các bạn thấy được là nếu như các bạn muốn lựa chọn tặng NFT, đó là một động thái khá là mạo hiểm, tại vì các bạn thấy được là dựa theo khảo sát thì chỉ 8% nói rằng là người yêu của họ muốn họ tặng crypto mà thôi. Các bạn thấy được đây là con số rất là nhỏ, có nghĩa là bây giờ đó phần lớn các bạn thấy được là nếu như các bạn nghĩ đến là tặng quà cho người yêu của mình thì phần lớn các bạn sẽ tặng là tiền mặt hay là thẻ quà tặng đó là thực tế nhất hiện bây giờ đây là khảo sát của Etoro các bạn nghĩ như nào thì bạn hãy comment ở bên dưới thì chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới một số những tài liệu liên quan đến thị trường đi thì nói chung đó các bạn thấy được là nếu như các bạn chỉ nhìn vào giá của thời điểm bây giờ À, so với thời điểm bây giờ của ngày hôm qua đó thì các bạn thấy được là cũng tương tự như nhau mà thôi Giống như là các bạn thấy là chúng ta nhìn vào giá cả thì hôm qua cũng xoay quanh khoảng 37.000 Lúc mà làm video này thì cũng xoay quanh cái mức là 37.000 Bây giờ là 37.354 Nhưng mà thật ra các bạn thấy chúng ta nhìn theo từng giờ đó mỗi một thanh này là một giờ thì các bạn thấy là giá cả có nhiều khi hôm nay đi xuống thêm một chút xuống khoảng chừng là 36.300 trước khi bật ngược trở lên nhưng mà nói chung thì giá ngay lúc bây giờ so với lời thời điểm 24 giờ trước đó thì cũng gần như là bằng nhau mà thôi Các bạn thấy được hôm nay đó thì có đỏ một chút xíu Phần lớn những đồng thì các bạn thấy là xuống không có là bao nhiêu Ngoại trừ chúng ta thấy là một số những đồng như là Evac Solana Thì có màu đỏ đậm hơn mà thôi Và các bạn có thể dễ dàng thấy được là khi mà chúng ta nhìn vào cái tài liệu này đó Ở trên 24 giờ trên Congetco đó thì cho thấy là phần lớn À, những cái đồng đó thì có màu xanh có màu đỏ nhưng mà thật ra cũng không có thay đổi nhiều đâu Các bạn thấy được là dù theo cái tính của con cầu ra thì phần lớn tăng trưởng từ 1 đến 2% mà thôi chúng ta chỉ có đồng mà theo Luna thì tăng 6% ngày hôm nay phần lớn thì cũng tương tự như là ngày hôm qua nhưng mà các bạn sẽ thấy được là thị trường chứng khoán đó thì không phải như vậy nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó, đó chính là Coin98 Wallet Đây là cái ví tiền mã hóa multi-chain cũng như là đa chuỗi đó Giúp các bạn có thể lưu trữ coin, token trên hơn 30 blockchain khác nhau Mà chỉ với một cái task free duy nhất mà thôi Ngay trên cái ví Coin98 đó các bạn có thể swap, mua bán token một cách nhanh chóng, tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap Các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng Coin98 Wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh Đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ Coin98 Hồi sáng này đó khá là đỏ, thực ra hôm qua khi mà chúng ta nhìn vào những cái tài liệu liên quan tới đồng tương lai đó đã là đỏ rồi các bạn hãy nhớ là hôm qua là đỏ và đương nhiên dấu hiệu cho thấy là sáng nay mở cửa chứng khoán cũng sẽ là màu đỏ và hôm nay đó không những là mở cửa chứng khoán là màu đỏ mà kết thúc cũng là màu đỏ luôn và đương nhiên các bạn thấy được là một trong những chỉ số đỏ nhất hôm nay đó là chỉ số Nasdaq chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ tại vì sao tại vì liên quan tới Facebook tôi sẽ chia sẻ thêm chi tiết một lát nữa nhưng mà các bạn sẽ thấy được là cả ba chỉ số lớn ngày hôm nay Tuy là chúng ta thấy là thị trường crypto cũng không dao động nhiều Nhưng mà chúng ta thấy là chỉ số Dow Jones xuống 1,45% Chỉ số S&P xuống 2,44% và Nasdaq xuống 3,74% Thì các bạn có thấy được là con số này xuống không có nhiều Nhưng mà thật ra đây là cái chỉ số hỗn hợp của nhiều công ty Và đây là những công ty rất là lớn Cho nên các bạn thấy là nếu như mà Nasdaq xuống 3,74% Thì nhiều công ty trong cái nhóm Nasdaq này có thể đi xuống phần trăm rất là cao luôn Tôi sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa Nhưng mà sau sau đó thì sao sau đó thì các bạn thấy được là chỉ số future sản tầm tương lai đó lại là màu xanh hiện bây giờ lúc mà thường làm video lên thì dow futures tăng 0,45% s&p futures tăng 1% và nasdaq futures thì tăng là 1,77% các bạn thấy được là nhìn sơ qua cũng có thể hiểu được là cái thị trường Bitcoin bây giờ đó nói riêng và đương nhiên đây là xu hướng chung của thị trường crypto đó thì cũng vẫn tiếp tục đi theo hầu như là cùng một nhịp với lại chứng khoán các bạn đã thấy rồi hồi sáng nay mở cửa chứng khoán màu đỏ thì chúng ta thấy là nhiều thanh đỏ đã xuất hiện ở trên biểu đồ của BTC và sau đó khi mà chứng khoán đóng cửa đó thì đi hàng ngang cho đến khi chúng ta nhận được thông tin tốt đến từ thị trường chứng khoán đó thì Bitcoin lại bật ngược cho lên ở mức là 37.300 à, đô khi mà đã xuống hồi sáng này đã xuống tới mức chỉ còn có 36.300 mà thôi bật lên 1.000 đô tại vì chúng ta nhận được những thông tin tốt đến từ thị trường chứng khoán thì trước hết chúng ta hay nói tới là tại sao sáng lại đỏ như vậy thì các bạn sẽ thấy được đó là phần lớn là đến từ cái thông tin liên quan tới công ty Facebook hay còn gọi là Meta bây giờ thì chúng ta cũng đã biết là công ty Facebook đó hôm qua thường đã chia sẻ với các bạn là sau khi mà đóng cửa chứng khoán đó thì họ đưa ra cái tài liệu quý 4 của họ đó là không được như ý muốn cũng như là quý một họ không có lạc quan lắm thì họ đã chia sẻ đó là những lý do tại sao thì các bạn thấy là những lý do thường đã nói tới ngày hôm qua thường sẽ tóm tắt lại là thứ nhất là họ nói là cái chuỗi cung cầu đó không phải ảnh hưởng đến họ trực tiếp tại vì Facebook đâu có phải là một công ty mà bán hàng hóa đâu nhưng mà cái chuỗi cung cầu đó tắc nghẽn liên quan tới đại dịch ảnh hưởng đến khách hàng của họ khách hàng của họ không phải thường các bạn đâu cái này của họ là những công ty mà mua quảng cáo thì khi mà những công ty đó đó không có kiếm được tiền thì họ sẽ không có nhiều tiền để mà quảng cáo thì làm ảnh hưởng gián tiếp đến thu nhập của công ty facebook đó là điều thứ nhất điều thứ nhì đó thì họ cũng đề cập đến là cái luật riêng tư của công ty apple đó đang làm ảnh hưởng rất nặng đến họ liên quan tới việc là bán quảng cáo tại vì các bạn cũng đã biết là công ty facebook đó, thì phần lớn thu nhập của họ là đến từ bản quảng cáo cho những khách hàng mà cần tiếp cận những người như là thùng và các bạn các bạn sử dụng cái ứng dụng Facebook miễn phí tại vì họ thu thập tài liệu cá nhân sau đó họ bán cho những người mà muốn quảng cáo nhưng mà các bạn thấy được là có một cái luật riêng tư của Apple đó mới vừa cập nhật thì sẽ hạn chế những cái thông tin đó có nghĩa là bây giờ ứng dụng Facebook không lấy được nhiều thông tin cá nhân của thuận với các bạn nếu như mà chúng ta không cho phép dẫn đến là làm ảnh hưởng đến cái tài liệu mà họ có thể bán dẫn đến thu nhập của họ thấp hơn và đây là một vấn đề rất là khó giải quyết liên quan tới công ty Facebook. Nhưng mà nào mà sử dụng Apple gần đây ra thì cũng đã biết là mỗi lần các bạn mở ứng dụng lên đó, thì thường sẽ có một cái thông báo là thông báo đó là hỏi là có cho phép cái ứng dụng đó là truy cập tài liệu có nhân của những các bạn hay là không thì đương nhiên lúc nào thường sẽ nhấn là không và thường nghĩ các bạn cũng như vậy đây là cái luật mới của công ty Apple làm ảnh hưởng đến Facebook đó là điều thứ nhì điều thứ ba nữa đó là các bạn thấy được là cái bộ phận liên quan tới Metaverse của công ty Facebook đó Reality Labs thì đây là một cái bộ phận bao gồm phần cứng và phần mềm đó và là nội dung tiêu dùng liên quan tới thực tế ảo và là trọng tâm của Metaverse mà công ty Meta hay là công ty Facebook đang gây dựng thì bộ phận này đó thông báo là lại tiếp tục lỗ các bạn thấy được là cái sự đầu tư à, bây giờ đã vẫn chưa có bất cứ một cái lợi nhuận nào hết cái bộ phận à, liên quan tới Metaverse đó, Reality Labs đã lỗ đó 10,2 tỷ đô la vào năm 2021, nghĩa là cao hơn gấp đôi so với lại cái khoản lỗ hoạt động được ghi nhận vào năm trước đó, năm 2020 chỉ có lỗ là 4,62 tỷ mà thôi. Và năm trước đó nữa đó, năm 2019 á là lỗ đó là khoảng 4,5 tỷ. Thì các bạn thấy được là cái bộ phận này của công ty Facebook bây giờ tôi nghĩ là nhiều nhà đầu tư đã hiểu hơn là cần phải có rất nhiều thời gian để cho bộ phận này có thật sự là kiếm được tiền bây giờ đã ra ba năm liên tục lỗ rồi nhưng mà càng ngày lỗ càng nặng hơn đây là những cái yếu tố làm ảnh hưởng đến cái cổ phần của công ty facebook và các bạn thấy được là hôm qua chúng ta đã biết là một màu đỏ sau khi mà đóng cửa rồi tại vì sau khi đóng cửa thì công ty facebook mới thông báo quý bốn như thế nào nhưng mà hôm nay đó thì các bạn thấy được là mở cửa đó thì đã lập tức xuống hai mươi sáu phần trăm con số này là con số lớn cực kỳ Tại vì chúng ta thấy là khi mà chúng ta nói tới công ty Facebook đó là một công ty rất là lớn, sức ảnh hưởng đến à, thì chứng khoán nó là rất là nhiều và các bạn thấy là xuống 26,29%. Đây là con số xuống trong vòng một ngày mà thôi có thể nói được là chúng ta nhìn một công ty lớn như vậy trong thị chứng khoán mà cái phần trăm dao động nên nó cũng như là trong thị trường crypto vậy. Chúng ta thấy được đó là cái công ty Facebook đó xuống như vậy thì hôm nay đó tổng số vốn hóa đã mất đi là khoảng chừng là 237 tỷ đô la, có nghĩa là 237 tỷ đã bị mất đi tại vì công ty Facebook giảm hai mươi mấy phần trăm ngày hôm nay. Và có khả năng đó, đây là lịch sử rồi các bạn thấy được trong một ngày mà vốn hóa của một công ty có thể giảm 238 tỷ thì bây giờ đó, từ năm 2018 tới bây giờ các bạn thấy được là Facebook đã đứng đầu rồi. Và để các bạn hiểu được đó, cái số lượng tiền này nó lớn cỡ nào trong một ngày thôi đã mất đi cái số lượng vốn hóa như vậy đó. Thì các bạn cứ nhìn đi ngoại trừ trong xin crypto này đó, đây là tổng số vốn hóa của 11 đồng lớn nhất thì các bạn có thấy được là ngoại trừ là Bitcoin, Ethereum ra thì cái số lượng tiền mà bị mất đi đó của công ty Facebook ngày hôm nay tại vì cổ phiếu đi xuống đó thì cái số lượng vốn hóa mất đi đó đã cao hơn tất cả những crypto tổng số vốn hóa hiện bây giờ bất cứ crypto nào thì cái số lượng đó cũng cao hơn các bạn thì được Tether chỉ có 78 tỷ mà thôi. Binance 62 tỷ có thể nói được là cái số lượng 200 uh, mấy tỷ đó đó là bằng là Tether cộng với lại Binance cộng với lại USDC cộng với lại Cardano cộng với lại Solana có thể là vẫn thua con số đó để các bạn hiểu được là cái số lượng uh, mà vốn hóa bị mất đi ngày hôm nay của Facebook là mạnh thế nào, nhiều cỡ nào. Và chúng ta thấy được đó là không chỉ riêng là Facebook mà gần đây chúng ta thấy là đây là một cái mùa mà nhiều công ty đó khi mà họ Uh, thông báo cái uh, thu nhập quý của họ đó thì cổ phiếu xuống rất là nhiều chúng ta thấy là Netflix thì chúng ta thấy là trong vòng uh, một tháng thôi đã xuống 32% rồi trong vòng 4 tuần thôi mà công ty Netflix đó cổ phiếu đã giảm 32%. Chúng ta thấy là tương tự PayPal trong vòng 5 ngày thôi đã giảm 21,38%. Và đương nhiên đó không phải công ty nào trong quý 4 này ra cũng giảm hết các bạn thấy được hôm nay đó. Sau khi đóng cửa lại là một màu xanh tại vì chúng ta thấy là có hai công ty đưa ra thu nhập đó rất là hấp dẫn khiến cho cổ phiếu của hai công ty tăng lên rất là mạnh. Thứ nhất đó là công ty Snap, các bạn có thể biết là Snapchat các bạn hay sử dụng đó thì đã có thu nhập là cao hơn là nhiều người ước tính và theo thường hiểu đó thì đây là cái quý đầu tiên mà công ty Snap đưa ra một cái thu nhập mà thu nhập dương Các bạn thấy được là cổ phiếu đã tăng lên tới 62% khi mà thường làm video này đó Thì sau khi mà kết thúc à, cái à, phiên giao dịch hôm nay rồi thì à, chiều hôm nay đó Khi mà thông tin này đưa ra đó thì bây giờ là sau khi cổ phiếu đóng cửa đó Thì After Hours tăng lên bây giờ là khoảng chừng là gần 60% bạn hay một công ty chứng khoán mà chúng ta khi nghĩ là tăng 60% trong dòng thời gian chỉ có vài tiếng đồng hồ mà thôi. đương nhiên lúc mà giao dịch uh, trong cái uh, thời điểm là sáng ngày hôm nay đó khi mà thị trường mới cơ mở cửa thì uh, cổ phần của Snap đó đã xuống là 23,6%. Tại vì nhiều nghĩ là thu nhập nó sẽ không có như uh, mong muốn nhưng mà ngược lại. Công ty này đã làm cho nhiều nhà đầu tư bất ngờ khiến cho cổ phiếu tăng lên tới 60% Và không chỉ riêng như vậy các bạn thấy được là một công ty lớn khác đưa ra thu nhập ngày hôm nay Mà thường nghĩ cái đây là cái sự mà ảnh hưởng lớn hơn Đó chính là công ty Amazon Thì công ty Amazon đã đưa ra một cái thông báo đó là họ đã có cái thu nhập cao hơn là nhiều người ước tính Khiến cho là, là cổ phần của công ty Amazon đã tăng lên 14,24% 14 sau khi mà thay báo quý 4 đó chính là lúc mà sau khi thị trường đã đóng cửa thì các bạn thấy đây thường nghĩ là lý do tại sao mà chúng ta thấy màu xanh thì bây giờ đang diễn ra đối với thị trường hợp đồng tương lai của chứng khoán và đương nhiên là ảnh hưởng đến thị trường crypto dẫn đến là bây giờ chúng ta thấy là có một cái màu xanh trở lại một chút trong thị trường crypto nhưng mà cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn đây thường đọc những con số này để các bạn có thể hiểu được là cái sự mà dao động trong thị trường chứng khoán bây giờ nó ghê cỡ nào các bạn thấy là chúng ta chỉ thấy những con số này ra trong thị trường crypto mà thôi chứ chúng ta làm sao nghĩ đến là một ngày nào đó trong thị trường chứng khoán những công ty lớn đó đứng đầu mà có cái sự dao động mà các bạn thấy được trong thời gian ngắn một ngày đã tăng 14% cho cổ phần của Amazon à, trong vòng vài tiếng đồng hồ đó đã tăng 60% cho cổ phần của Snap các bạn thấy được là trong vòng một ngày mà công ty Facebook có thể mất đi tới 26% những cái phần trăm này nó thật sự là không thể nghĩ tới được các bạn thấy được là bây giờ cái sự dao động của những cái cổ phiếu lớn liên quan đến công nghệ đó không thua gì thị trường crypto này đâu. Nhưng như bạn nói là có thể là tại vì à, nhiều nhà đầu tư đó họ đi vào thị trường crypto đến từ thị trường tài chính truyền thống, thì họ đã quen cái sự lên xuống rồi, cho nên bây giờ đó họ trở lại thị trường tài chính truyền thống thì họ à, cũng muốn cái sự dao động tương tự như vậy để mà kích thích cái sự hứng thú của họ.